Trước khi bị rơi, máy bay chở trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin bất ngờ ngừng phát dữ liệu vị trí, có thể do đi vào vùng gây nhiễu, sau đó hạ độ cao đột ngột. Những phút cuối bất thường. Reuters dẫn phân tích dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, máy bay tư nhân Embraer Legacy 600 được cho là chở ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã trải qua một sự cố hạ độ cao nghiêm trọng trước khi rơi khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng hôm 23 tháng 8. Trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết, máy bay này đã ngừng truyền dữ liệu vị trí lúc 18h11 theo giờ địa phương, có thể là do sự can thiệp hoặc gây nhiễu trong khu vực. Tuy nhiên, máy bay tiếp tục truyền dữ liệu khác trong 9 phút nữa. Mặc dù máy bay không truyền thông tin vị trí, nhưng các dữ liệu khác như độ cao, tốc độ và cài đặt lái tự động vẫn được phát đi. Flightradar24 cho hay, dữ liệu này hé lộ những khoảnh khắc cuối cùng của máy bay. Theo Flightradar24, dữ liệu của họ chỉ ra chuyến bay chững lại ở độ cao khoảng 8.400m và thực hiện một số thay đổi nhỏ về độ cao. Dữ liệu có được trong phút cuối cùng cho thấy máy bay nâng lên và hạ xuống thất thường, có thời điểm leo lên độ cao trên 9.000m. Sau đó, lúc 18h19, máy bay đột ngột hạ độ cao với tốc độ gần 2.400m mỗi phút trước khi việc truyền dữ liệu độ cao dừng lại. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay, một máy bay tư nhân bay từ Moscow tới Saint Petersburg bị rơi hôm 23 tháng 8 gần làng Kuchenkino ở vùng Tver, Nga. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cột khói lớn bốc lên từ xác máy bay bốc cháy. Một nhân chứng kể lại cô đã nghe thấy tiếng nổ rất lớn vào thời điểm chiếc máy bay rơi. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng, hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 thi thể tại hiện trường. Cơ quan hàng không dân dụng Nga cho hay, trong danh sách hành khách của máy bay có tên ông trùm Yevgeny Prigozhin. Ngoài ra danh sách này còn có các trợ lý thân cận của Prigozhin. Từ một số video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, máy bay được cho là chở theo lãnh đạo Wagner đã gãy một phần cánh và bốc cháy dữ dội trên không trước khi rơi xuống đất. Cơ quan truyền thông Wagner lên tiếng. Một số cơ quan truyền thông của Nga đã xác định chiếc máy bay này là Embraer Legacy 600 với số đuôi ra 02795 được cho là của ông Prigozhin. Kryazin, một kênh Telegram có liên hệ với Wagner, cuối ngày hôm qua cũng xác nhận ông trùm Wagner, Yevgeny Viktorovich Prigozhin đã thiệt mạng, hệ quả hành động của những kẻ phản bội nước Nga. Những kênh truyền thông khác có liên hệ với Prigozhin và Wagner chưa đưa ra bình luận. Wagner là một công ty quân sự tư nhân ở Nga và từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Sau vụ nổi loạn bất thành cuối tháng 6, ông trùm Prigozhin đồng ý chuyển đến Belarus cùng với số lượng chưa xác định lính Wagner. Đổi lại, Nga cam kết hủy bỏ điều tra, truy tố đối với Prigozhin. Kể từ đó, Prigozhin hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông này được cho là vẫn qua lại giữa Nga và Belarus. Vụ tai nạn máy bay xảy ra không lâu sau khi kênh truyền thông Telegram của Wagner đăng tải một đoạn video ngắn cho thấy ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin mặc bộ trang phục dàn di và cầm súng, đứng ở một vùng hoang mạc, ở đằng sau có xe bán tải chở các tay súng, phát biểu từ một địa điểm dường như là châu Phi. Ông chủ Wagner tuyên bố, Wagner đang thực hiện các hoạt động trinh sát và tìm kiếm nhằm giúp nước Nga trở nên vĩ đại hơn trên tất cả các châu lục và châu Phi tự do hơn, công lý và hạnh phúc cho tất cả người dân châu Phi. Ông Prigozhin cho biết thêm rằng, Wagner đang truy đuổi các nhóm khủng bố, thánh chiến như tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS, Al-Qaeda. Lãnh đạo Wagner cũng cho hay đang tuyển thêm thành viên và sẽ hoàn thành những nhiệm vụ đã đặt ra. Phản ứng về thông tin này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, tôi không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều này không có gì ngạc nhiên. Trước đó, trong một cuộc họp báo hồi tháng 7 ở Phần Lan, chủ nhân Nhà Trắng từng nói rằng Prigozhin nên lo ngại về sự an toàn của mình sau vụ nổi loạn bất thành của Wagner ở Nga hôm 24 tháng 6. Về phía Ukraine, cố vấn tổng thống, ông Mykhailo Podolyak bình luận rằng Prigozhin đã tự ký vào lệnh tử hình chính mình khi tiến hành vụ nổi loạn ở Nga và sau đó phải đồng ý chuyển đến Belarus. Khó tìm được ai cho rằng đây là một sự việc ngẫu nhiên, Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau trả lời truyền thông khi bình luận về vụ rơi máy bay chở ông trùm Wagner. Điện Kremlin chưa bình luận về vụ rơi máy bay chở Prigozhin và cấp dưới. Cơ quan điều tra Liên bang Nga cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự để xác định liệu có bất cứ sai phạm nào về an toàn hoạt động vận tải hàng không trong vụ việc này hay không. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.